Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng chiếc máy pha cà phê Smex hình trứng nhé. Cái máy pha cà phê này là pha cà phê dạng coffee nhé, dạng phin chứ không có phải là dạng espresso. Thì cái mẫu này thì dành cho những người mà uống cà phê loãng, hoặc là bên châu Âu họ hay uống cà phê loãng vào buổi sớm. Đó. Cái này là dung tích tối đa của nó là một lần pha là max là 10 tách nhé. Đây là mức dung tích nước này. Thì sau khi cắm máy lại vào này, thì mình giới thiệu qua. Đây là nút nguồn này. Đó, và nút khuếch tán này. Nút này nút làm nóng này, ủ nóng này. Thời gian. Thì đây, mình cho đổ cà phê vào đây nhá. Đó, mình đổ cà phê vào đây. Xong tiếp theo mình đổ nước. Mình lấy một ca nước, mình đổ vào đây. Đó. Phần này là phần đổ nước đây. Đổ nước thì mình sẽ nhìn, và mình muốn đổ 2 tách, tối thiểu là 2 tách nhá. Đó, mình muốn đổ mức nào thì mình đổ, thì nó sẽ nhìn hiển thị mức nước lên đây. Mình cho cà phê đậm nhạt cho mình. Đó, mình đổ cà phê ở đây. Xong mình đóng lại, bật nguồn lên. Ấn pha là nó sẽ ra. Thì mình để cái này dưới này. Cà phê nó sẽ chảy xuống dưới này nhá. Đó. Lấy ra uống thôi. Nó khoảng mất khoảng 1 phút rưỡi đến 2 phút một lần pha nhé.